Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà trở lại với kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Hôm nay chúng ta đến thành phố Phan Rang và được sự chia sẻ người dân. Và hôm nay thì Nam sẽ đến một ngôi chợ rất nổi tiếng tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Ở đây thì là một cái chợ thủy hải sản rất phong phú về các thủy hải sản đánh bắt ở các gần bờ và xa bờ về đây nha cả nhà. Có từng những cái loại cá rất đặc biệt và Nam chưa thấy ở đâu đó. Và hôm nay thì Nam sẽ đi thực tế ở đây và chia sẻ với cả nhà. Đó là ngôi chợ rất nổi tiếng và giá cũng rất mềm luôn cả nhà. Đây là chợ Đầm Nại nha cả nhà. Người ta có thể là gọi là chợ Nại hoặc là chợ Đầm Nại. Và bây giờ thì cũng đã ra 17 giờ mấy rồi cả nhà. Trời bắt đầu chiều tối rồi. Nhưng mà chợ rất là đông nha cả nhà. Nam đến đây thì mọi người chen chúc. Người thì mua về dùng, người thì đóng thùng để gửi đi các nơi. Đây thì Nam được các ngư dân đây chia sẻ là đánh bắt gần bờ hoặc là đánh xa bờ nha. Rất phong phú về các thủy hải sản tươi sống, cực kỳ ngon luôn, giá cũng cực kỳ rẻ luôn ngay cả nhà. Cả nhà ơi, chúng ta hôm nay sẽ theo chân một người dân bản địa. Chúng ta sẽ đi thực tế chợ Đầm Nại, có thể gọi là chợ Nại nha cả nhà. Nằm trên một khu vực tại thành phố Phan Rang. Nam được hướng dẫn đến đây thôi, còn đường đi thế nào thì Nam không biết. Và Nam cũng sẽ chia sẻ với cả nhà quang cảnh khu vực chợ. Đây thì khu chợ Nam được biết là sẽ nhóm từ buổi chiều đến khoảng tầm tối tối hơn một chút, khoảng tầm 6 giờ mấy 7 giờ thì chợ sẽ đóng cửa nghỉ nha. Hiện tại thì các ngư dân đem về đây bán rất là nhiều, kể cả những công thương họ bán sỉ đi các nơi nữa. Một cái quang cảnh ở đây rất là đẹp và chúng ta được thấy biển nè, chúng ta được thấy núi nè, thuyền bè đánh bắt gần bờ và xa bờ luôn. Nam cũng đi đến đây thực tế chia sẻ với một số anh chị ở các khu vực khác chưa biết đến nơi này. Và Nam cũng là người lần đầu tiên trải nghiệm ở đây. Thank you.
cả nhà ơi, chả cá ở chợ này nè, 1 ký là 100 ngàn. Đây ta mua thử 1-2 lạng ăn thử coi như thế nào nè, hương vị ngon dai lắm.